Thầy Giang Bắc Linh cúng đàn lễ cắt cầu duyên, cắt duyên âm, lối duyên trần tại đền giếng phường Hòa Long, thành phố Bắc Linh, tỉnh Bắc Linh vào ngày 5 tháng 10. Đây là lễ ông Tơ Bà Nguyệt. Thỉnh mời ông Tơ Bà Nguyệt hạ giáng phàm trần để lối duyên trần cho người âm chúng con. Ừ. Tí nữa là xong việc. Bây giờ làm gì nữa à? Ừ, ấy chứ, cháo chứ. Cháo hoa tiêu rồi. Ừ, thế mà. Để đốt sới để anh ấy thả chứ. Thả tim không rồi? Thả lên này, thả chiếc cờ đen cho nó người ta đổ đổ đầu đi. Đi đây.